Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cơ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm, sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình. Và điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát, nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó khi nói trước đám đông, với con sống hơi hướng nội. Điểm mạnh điểm yếu là của mình là gì? Cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ, đặc biệt là rất chung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Mà mỗi qua tới rồi đó. Rồi, chào cưng. Mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nào. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên đó là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho, đẩy thuyền cho đấy ạ. Nhưng mà các mối tình đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk, thế mà cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn muốn nữ lập quen gia đình với cháu bạn là đấy, sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, đúng không? Đó. Phải cưới sớm chứ không là cô đi cưới người khác đó. Thôi, vậy đi. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu, mong manh. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Dạ thì khác hợp với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ. Dạ cách đây cũng 6 năm. Bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào nè? Có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ có ổn định ở ở Nhân Trạch được không? Ồ, Nhân Trạch là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, đi đường cao tốc chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Thôi Phát Nhân triển Trạch lắm. giờ đất mắc lắm, chuẩn Tao bị hiểu xe rồi. sân bay Long Thành nè, đi nước ngoài khỏi cần đi xe đi bộ cũng tới. Tao không lo nha con, không có lo. Thôi, mình muốn tìm người yêu như thế nào? Cháu cũng chỉ thích một bạn nữ làm cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. Lớn tuổi cháu cũng không có phải là yêu cầu quá đẹp. Nói chung là được được là được rồi ạ. Bên đây quá được luôn. Dạ vâng ạ. Đó, kinh nghiệm của chú bên bên này đây là quá được quá luôn. đẹp luôn á, thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại, anh em bạn bè một cách chu đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút được. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau nó cũng giống như một cái tấm gương vậy, mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh, xin chào nhà trai. Bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định, và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đến chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp ạ. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ, là một người con rất là hiếu thảo. Tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Mình thấy bạn nữ bên này là rất là xinh, có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có
cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông rồi. Nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Không quen gì nào khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Chào anh. Chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây thì tuy đa phần nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ravat. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì trong một lần trong cuộc đời thì ai cũng thắt một cái cà ravat. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em, cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Rất là đẹp. Dạ đây, em nghĩ là rất là hợp. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ đúng ở rồi. Trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm bệnh viện gần nhà luôn anh. Dạ em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Thì qua tìm hiểu thì em thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo cho Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ, yeah. Sạch đúng không? Nhà trồng sạch đúng không? Vâng, đúng rồi. Có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Sài Gòn là cầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. 30 rất phút? Là gần. Anh chỉ cần đi qua Phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Em nói em ở Gò Vấp đúng không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần không? Thì em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó hơi xa. Một tuần thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè. Dạ. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được. Anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm. Nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi anh về quê. Thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh cái sở trường của anh là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Dạ em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Yeah. Là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được chứ nuôi vợ khó lắm. Đứa vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được ạ. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Dạ. Là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi một lần. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn thì người ta cũng sinh sống trong làm việc ở trong này thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy thì em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi.
Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa nhân Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái phà cắt lái, thì chẳng như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 thì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ, yeah, giờ con đang ở nhà với ba mẹ. Với ai nữa? Vậy hết rồi, chỉ có ba mẹ với con thôi. Không có xin... ba chị nữa, nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng. Rồi, ở riêng. Ở rể được không, thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi. Mà do anh có một cái... anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh hơn. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. Khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất, với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm. Đặc biệt là ở khu vực Vĩnh Thanh là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc rồi miếng nào chưa? Dạ chưa. Vì sao nói 2-3 năm nữa có được? 2-3 năm nữa, năm nữa chắc chắn nữa. Là có. Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi, rồi 2-3 năm nữa người ta có người ta chuyển qua riêng, tính vậy cũng được mà. Ừ, được không? Ơi. Riêng cái vụ này là phải nghe chú Linh đi, ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Ví dụ vợ rể được không? Về đây xin dạy được mà. Về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè, bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì giờ, đề xuất giờ mà chốt sale ở chỗ này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo, kèo này kèo, kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm, có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó, phụ lo với ông bà. Xong rồi bán trái cây, dạy thêm gì dạy đó. Dạy ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. Lắm. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể là ấy, ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Cái đó là chú nói thiệt đó nha. Tức là vậy nè, chú Linh nói không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt, một cái plan á, để dạ. mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu đúng không? Rồi. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là ok đã dạ. bấm nút đâu mà ok thì, hiểu dạ. không? Quan điểm của con khi mà lên chương trình này là rất là chín chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con cũng không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con đường tương lai vậy khi đó. Khi mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vợ nghe lời chú đi, chú tính con chỉ cần về mà phụ huynh mà thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Con hỏi thử má lúc tiền có đi sửa không? Nghĩ là chắc tiền tự nhiên là từ bé đó. Đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Rồi giờ thầy giáo bước tới nắm tay cô gái đi và nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy cũng còn vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị em năm nay 30 tuổi à, sinh năm 91. Nhớ tên gì không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không?
Không Thảo. Thảo ạ, à, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ ạ, Tuấn ạ. Trời, cái này hồi hộp quá. Hỏi đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay tôi luôn thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ, tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Baby take my hand, I want you to be my husband, 'cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi đi câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi, em muốn anh làm chồng của em, bởi vì anh chính là Iron Man của em mà, và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần luôn ạ. Dạ, lãng mạn ghê chưa. Rồi trở về ghế ngồi các bạn. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Bấm tay nhau nào. Đó, đó xin phép chị hôm nay tại gia đình. Dạ, đầu tiên xin phép đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha.